Nếu được chọn lại thì chị em có lấy chồng không? Đó là câu hỏi mà tôi thấy rất nhiều trên mạng. Tôi vẫn thường nghĩ trong bụng là mọi người bình luận tiêu cực quá. Hầu như ai cũng trả lời là không. Còn lại rất ít người khoe hôn nhân hạnh phúc khiến tôi thấy khó hiểu. Giờ thì chính tôi cũng bắt đầu nhập hội ân hận khi lấy chồng rồi. Cái tội không nghe lời bố mẹ khuyên nhủ, yêu đương mờ mắt nên giờ không dám trách ai. Tôi mới cưới được 1 năm 3 tháng thôi. Lúc yêu và cưới rồi tôi vẫn thấy chồng tôi 10 điểm có nhưng. Nhưng anh nghe lời bố mẹ quá, khiến tôi nản cả lòng. Mà việc anh quá tôn trọng gia đình anh mới lộ ra sau khi tôi cưới thôi. Làm vợ anh tôi phải ngậm đắng nuốt cay bao lần vì chồng bên bố mẹ và bỏ rơi vợ. Bên theo cái kiểu dù tôi làm đúng sờ sờ trước mắt anh, nhưng mẹ anh bảo tôi sai thì trắng hóa đen, trời hóa đất. Tôi mà cãi thì là bố láo ấy mọi người. Suốt khoảng thời gian mang bầu tôi rất hay khóc lúc đêm khuya. Nhìn chồng ngáy khò khò mà tôi chỉ muốn trốn về ngoại, muốn được trở về thời con gái độc thân. Đến khi đẻ xong thì tôi tự thấy mình mạnh mẽ hơn một chút, học được cách nhắm mắt cho qua tất cả mọi thứ vì con. Bố biết bố mẹ chồng khắt khe soi mói nên tôi cũng hạn chế va chạm. Họ quát mắng ý kiến gì thì tôi cũng im lặng không cãi. Cơ mà Giang Cư Mẫn có câu, một người nhịn thì chín người ngồi lên đầu. Càng nhịn nhục thì tôi lại phát hiện ra họ lớn tới. Sống như nào cũng khó vì ghét một người á, thì dù họ thở thôi cũng bị ghét. Tôi bắt đầu mông lung nghĩ đến việc bỏ chồng. Tôi đối phó với nhà chồng theo kiểu sống ngày nào biết ngày đó. Cười thì ít mà khóc thúc thích thì nhiều. Rồi cuối cùng cũng đến lúc tôi kiếm được cớ để viết đơn ly hôn. Đó là vào tiệc đầy tháng của con tôi, khi hai nhà nội ngoại cùng gặp nhau để ăn tiệc. Hôm đó đủ nội đủ ngoại, bố mẹ đẻ tôi có cháu đầu nên vui lắm, mang sang khá nhiều hoa quả và quà mừng cho cháu ngoại. Vậy mà bố mẹ tôi vừa quay đi, mẹ chồng đã bỏ hết đống hoa quả ấy vào thùng rác, đem người đi vứt ngay và bảo, mấy cái thứ đồ rẻ tiền nhà này có ai ăn đâu mà mua làm gì, đem sang cho cháu mấy cái loại quả đểu cũng đem, chả hiểu não có vấn đề gì, lẩm cả lắm cẩm. Tôi cay lắm, ghim trong lòng vì tiệc của con, tôi không muốn phá hỏng. Chưa hết, bố mẹ tôi vừa bước chân vào nhà, bà đã bắt giúp việc đem chổi ra lau chỗ bố mẹ tôi đi qua. Cốc nước ông bà uống cũng là cốc cũ trong kho được đem ra riêng, chứ không được dùng chung cốc với khách. Chủ đã thế giúp việc cũng chẳng nể gì. Cô ta luôn mồm nhắc bố mẹ tôi là, cái này đắt lắm đấy, bác đừng có đụng vào, kẻo tiền không có mà đền đâu. Ở quê nhà bác làm gì có thứ này, đừng có tấy máy rồi hỏng ra. Cứ làm như bố mẹ tôi nhà quê lắm không bằng. Xong còn đem ghế nhựa ra cho bố mẹ tôi ngồi. Có lẽ ý họ sợ bố mẹ tôi ngồi sofa bẩn thỉu hả? Cũng may là bố mẹ tôi hiền, nên dù phật ý họ, họ cũng chẳng bộc lộ ra mặt, vẫn xuề xòa để hai nhà đỡ mất vui. Trong buổi tiệc có hàng xóm với vài người bạn thân của vợ chồng tôi đến dự. Mọi người mang quà và đồ chơi cho con, dành tặng những lời chúc tốt đẹp. Bố mẹ tôi tặng cháu ngoại 2 chỉ vàng kèm một chiếc lắc bạc đúc hình cái khánh rất xinh. Tuy nhiên lúc mở hộp quà của ông bà, tôi chợt nhớ ra là họ về khá sớm, bận rộn tiếp khách nên bố mẹ trời đi lúc nào tôi còn không biết. Đang bần thần nghĩ ngợi thì bạn thân nhắn tin, nó gửi cho tôi vài chiếc video quay bữa tiệc kèm theo ảnh chụp con tôi rất xinh. Tôi ngắm nghía kỹ từng khoảnh khắc, bật cười khi thấy con mình ọ ẹ ngơ ngác giữa vòng tay vô số người lạ. Và rồi tôi vô tình phát hiện lý do khiến bố mẹ tôi bỏ về khi chưa ăn miếng cổ nào. Lúc bố mẹ tôi đến gần cháu ngoại định bế lên chụp ảnh thì mẹ chồng tôi đứng cạnh hất tay họ ra, ánh mắt lườm sắc lẹm nói, tay bà đất cát bẩn, đừng có đụng vào cháu mất vệ sinh. Mẹ tôi không dám ôm nữa, đành đứng lui về sau rồi ngó vào xem mặt cháu. Ai dè mẹ chồng tôi bế con ra góc khác đứng lẩm bẩm, hồi như cú, cái mùi nhà quê ngửi buồn nôn. Mọi người xung quanh mãi chuyện trò cười nói nên không ai chú ý đến hành động thô lỗ của bà nội thằng nhỏ. Tôi cũng ở trong nhà vệ sinh chẳng hay biết gì, chỉ có bố mẹ tôi ngỡ ngàng khó hiểu khi bị bà thông gia cư xử như vậy. Rồi họ bỏ về trong ấm ức, còn không nói lại với tôi câu nào, vì chắc sợ tôi buồn. Mẹ chồng tôi nghĩ không ai trông thấy nên vẫn tươi cười suốt buổi tiệc, nhưng tất cả hành động quá quắt của bà đã vô tình lọt vào clip do bạn tôi quay. Nó cũng chẳng để ý khúc đó vì mãi cười nói với người khác, nhưng gốc nó ngồi đủ thấy rõ cảnh mẹ chồng hất tay bố mẹ ruột tôi, không cho bế cháu một cách thô bạo, xong bảy còn mang cháu đi chỗ khác, ngăn bố mẹ tôi tiếp xúc gần với cháu. Thấy bố mẹ hụt hẫng đứng nhìn theo cháu ngoại mà tôi ứa nước mắt. Tôi nói chuyện riêng với chồng về đoạn clip đó, dù tôi không trách móc mẹ chồng câu nào, chỉ nhờ chồng hỏi giúp xem vì sao mẹ anh lại đối xử với thông gia như vậy, lý do không cho bố mẹ tôi đụng vào cháu là gì. Nhưng chồng lại cáu gắt với tôi, anh gằn giọng bảo tôi, em không có quyền phán xét mẹ anh, bà làm gì cũng chỉ tốt cho cháu nội thôi. Em đừng nghĩ đẻ được cho nhà anh thằng con trai rồi muốn nói gì nói, phận dâu con tốt nhất là nhẫn nhịn, một điều nhịn 9 điều lành. Điên quá rồi tôi đứng dậy nói luôn, mẹ kiếp, anh muốn tôi tôn trọng mẹ anh thì phải xem lại bản thân anh, bố mẹ anh đã tôn trọng bố mẹ tôi chưa? Nuôi tôi được mấy ngày mà đòi trèo lên cổ lên đầu bố mẹ tôi. Tôi thấy một điều nhịn 9 người ngồi lên đầu, muốn bên mẹ đúng không? Thế thì bên cả đời đi. Thấy tôi bật dậy thì anh ta khá sốc, còn gọi bố mẹ lên giáo huấn tôi cả đêm về đạo làm vợ rồi khóa trái tôi và con.
Trong phòng để suy ngẫm, từng lời chỉ trích tôi ghim hết trong lòng, coi như gáo nước lạnh tạt vô mặt để tôi tỉnh ngộ. Sáng hôm sau tôi đợi cả nhà chồng đi vắng, rồi ôm con về thẳng ngoại, bỏ hết cả đồ đạc lại vì sợ họ về đến nơi sẽ không thể mang con theo nữa. Lá đơn ly hôn tôi đắn đo giấu trong tủ mãi, giờ được đặt ngay ngắn trên bàn cho chồng về tự ký. Tôi sẽ làm mẹ đơn thân, không hối hận gì cả. Vừa về đến nhà ngoại tôi cảm giác như được giải thoát, vội ôm bố mẹ khóc trấm trước. Thương con mình một thì thương bố mẹ mười, họ bị thông gia coi thường mà tôi không hề biết, còn chẳng có cơ hội lên tiếng bảo vệ họ lấy nửa câu. Tôi chọn sai chồng, chọn sai nơi để gả, nhưng cuối cùng bố mẹ lại phải chịu thiệt thòi cùng tôi. Đúng là lấy chồng như một canh đánh bạc. Nếu tìm được một chồng có ý khí chí khí, tài năng thương vợ yêu con, cuộc đời bạn sẽ tươi sáng. Còn nếu ngược lại thì chắc chắn bạn đã thua thê thảm trong canh bạc cuộc đời. Lần thứ 10 mày kể với tao chuyện chia tay rồi đó, còn đổn lì này. Lần thứ 2, lần thứ 3 tao còn bên mày được chứ lần thứ 10 vẫn còn dùng cái lý do củ chuối đó. Ôi tao nói thật nha, yêu đương kiểu mày thì sao mà bền nổi. Mày chỉ biết nhận bố thí mấy cái cử chỉ quan tâm bèo nhèo là coi như xong hả? Nói trái nói phải cũng không biết khai thông làm sao với con nhỏ bạn thân tên Ly của em. Đùa chứ nhiều khi em không biết con này sinh ra vào thế kỷ 21 hay trước công nguyên, mà cái tư tưởng của nó cổ xưa như từ thời không nào khác xuyên đến vậy. Lần nào cũng như lần nào, cứ gặp rồi yêu được ai một thời gian ngắn là lại chia tay. Tất cả chỉ gói gọn trong mấy kiểu lý do không thể nào mà đỡ nổi. Bình sinh thì trong mối quan hệ bạn bè nói là người bạn chơi rất ok, song phẳng nhiệt tình, luôn quan tâm đến bạn bè, nên em cũng không có lấn cấn một cái gì hết. Xong tới khúc nó chia sẻ cái tết về người yêu để thể hiện là mình đồng tình, em đã thấy không ổn. Đại loại em nhớ mang máng là với mình chỉ mong cầu tình yêu dừng lại ở cái việc đi chơi, đi ăn, nắm tay hoặc cùng lắm là hôn má nhau thôi nha. Mình không thích sâu xa hơn, ai mà vượt quá giới hạn dù chỉ một chút thì cũng không phải là đối tượng phù hợp. Em đọc xong cũng không bình luận gì đâu, chỉ có tối đó thảo luận với nó thêm một chút. Như em nghĩ thì hôn môi, ôm nhau rồi hôn, hoặc là bồng bế nhau các thứ cũng đâu có gì là quá phận. Ai dè nó dãy nảy lên bảo thôi được rồi, tao hiểu ý mày rồi, nhưng mà mày ơi, chẳng lẽ tao không có quyền chọn cái kiểu tình yêu tao muốn? Với cả mày không biết đó, người ta vẫn khuyên con gái kể cả yêu đương cũng nên tiết chế, không nên gần gũi quá, tránh những điều không hay sau này. Đã nói thế thì em biết nói gì giờ? Đồng ý là con gái nên biết giữ mình, nhưng mà giữ kiểu bà già khó tính như nó ai mà yêu nổi. Được cỡ nửa tháng kể từ ngày nó bảo em là nó có người yêu thì nó rủ em đi uống trà sữa. Y trời, bình thường á, toàn gọi về uống, chứ có mấy khi ra quán đâu. Em biết tổng là có chuyện mẹ gì rồi. Y rằng vừa đặt ly trà sữa xuống bàn, em đã nghe nó than thở đầy não nề. Mày biết gì không, tao mới chia tay Hưng rồi, ảnh không hợp với tao. Xong chưa cần em lên tiếng hỏi lý do tại sao, nó đã chủ động nói hết. Tao thấy ổng dạo này hơi lấn lướt, đụng tay đụng chân nhiều quá. Hôm bữa xem phim xong còn đòi hôn môi, mà tao không thích nên tao đã quay ngoắt từ chối tự đi về. Sau hôm đấy tao đã nhắn tin chia tay luôn, mà ổng cứ níu kéo như lụy lắm, tao thấy phiền quá. Ủa mèn đét ơi, có vậy thôi hả? Em tưởng nó chỉ nói đạo lý thế thôi, chứ biết đâu tới khúc yêu lại trái gió trở trời thay đổi quan điểm. Ai dè chia tay thật vì cái lý do đấy bao giờ. Nhưng mà nó mới nghe đến đoạn em phản đối thì đã đùng đùng giật mồng lên, như thể cái ông người yêu vừa rồi làm gì có lỗi với lắm với nó không bằng. Cũng hên cho nó có đứa bạn là em đi. Em đành phải cố gắng thở sâu, nhẹ nhàng bảo nó: tao không nói yêu là phải đụng chạm nhiều, nhưng yêu mà cứ khư khư giữ mình mãi sao được. Nó gật gù nghe, như có vẻ hiểu, nhưng em biết thế nào nó cũng chẳng nghe đâu. Câu chuyện cứ tưởng đến đó là xong, nhưng không, hơn 2 tháng sau, Ly lại tiếp tục công khai mối quan hệ với một anh mới tên là Quân. Em thấy mặt mũi anh này hiền lành, ăn nói dễ nghe, nên cứ ngỡ lần này con bạn mình tìm đúng người rồi. Nhưng quen đâu được tầm 1 tháng, em lại nghe nó ca tháng, cụ thể là hôm đó Quân có lỡ ôm chầm lấy Vi từ đằng sau khi hai đứa đi bộ dọc bờ hồ, chạm vào eo nó. Có thế thôi à, vậy mà Ly về nhắn tin sục sôi với em một bài dằn dặt. Quả này mà không chia tay thì mới lạ. Y như rằng đúng 1 tuần sau đó, nó nhắn em: tao chia tay Quân rồi. Sao đàn ông không một ai họ có thể yêu như cách tao muốn? Chắc tao ế cả đời quá. Chuyện nó đã không đâu vào đâu, mà xong rồi nó còn muốn kéo em cả vào mớ bồng bông đó không biết chừng. Lần đó em quen anh Phong, anh ấy là người rất dịu dàng, hay chủ động nhắn tin và quan tâm. Sau vài buổi hẹn, em với Phong đã hôn nhau. Tình cờ thế nào Ly lại nhìn thấy, xong chỉ đợi em về là lên giọng như em phạm tội đầy trời: mày hôn anh Phong rồi hả? Mới quen có mấy ngày mà mày đi hôn người ta là sao? Yêu thì yêu, nhưng chủ động hôn là chuyện khác, con gái phải giữ giá. Mày cứ chủ động thế này sau người ta sẽ coi thường mày đó. Nghe đến đây em bật cười, nhưng mà cũng cố nhịn mà phân tích cho Ly hiểu. Thế mày yêu bao nhiêu người rồi, tới giờ vẫn chia tay vì không chịu tiến xa hơn, còn mày đặt can thiệp chuyện người khác hả? Nó sững sờ một lúc rồi bắt đầu nổi cáu: tao nói vậy là để tốt cho mày thôi, tao không muốn sau này mày đau khổ bị người ta lợi dụng rồi bỏ. Nhưng mày không nghe, tới lúc có chuyện thì đừng có trách. Kỳ thực là em không biết phải làm thế nào để cho con Ly hiểu ra, cứ cái đà này thì bọn em cũng đến là cạch mặt nhau vì chuyện tình cảm đôi lứa mất thôi. Bao năm làm bạn bè không sao, đến khi có người yêu thành ra vậy, mọi người nói xem em nên làm gì tiếp theo đây.
Cho mình hỏi các anh con trai với, các anh đi trà đá, cà phê, cà pháo thường hay nói chuyện về vấn đề gì vậy? Cũng nấu xối như chị em hả, hay là làm cái trò gì mà đi lâu vậy? Chồng mình nói chả phải chứ, méo gặp bạn là không chịu được hay gì. Một tuần là cứ phải 4 đến 5 hôm đi trà đá. Thề chứ nhiều khi cuối tuần muốn hẹn hò chiêu chiêu cùng chồng mà cũng bị từ chối. Anh bảo chứ em không hẹn trước, anh có kèo với bọn Đạt với Hoàng rồi. Thôi để khi khác anh bù cho. Thôi anh đi đây, không tụi nó đợi. Hỏi chấm, mới hôm kia đi cà phê với ông Hoàng và Đạt xong, nay lại xin đi, bộ mấy anh này mắc gặp nhau lắm hả? Gặp miết mà vẫn còn chuyện để nói chắc. Mình nghi ngờ chồng lừa dối nên lẻn đi theo sau, còn không quên mang theo đồ nghề để sẵn sàng đánh ghen. Chả biết có phải bị anh ấy phát hiện ra không, mà mình thấy anh trẻ vào quán nước thật. Bên trong có Đạt, có Hoàng, có Hưng và hai cô bạn nữ khác. Mình đứng trình bên ngoài tròn một tiếng đồng hồ, thấy mấy người bên trong tay cốc nước, tay cái điện thoại lướt lướt. Thỉnh thoảng họ mới nói chuyện với nhau đôi câu, là đi cà phê dữ chưa? Một buổi cà phê như vậy là một buổi cà phê chết. Sau khi mình về nhà thì khoảng 2 tiếng sau, chồng mình cũng đã ló mặt ở nhà, đúng hơn 11 giờ đêm như mọi lần luôn. Hôm sau là thứ bảy, chồng mình chỉ cần đi làm mỗi buổi sáng, buổi chiều thì về ông ngủ rồi dậy nấu cơm, chở mình đi làm về hai vợ chồng ăn. Mình đang rửa bát lại nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch, tiếng chồng vọng từ phòng khách vào. Anh đi uống nước với bọn Đạt một lúc, hơn 10 giờ là anh về thôi, em với con ngủ sớm đi nha. Mình thả đũa bát trong tay chạy ù ra ngoài, giữ chặt lấy chồng bực dọc nói, qua mới đi sau nay lại đi rồi. Chúng nói là gia đình của anh hay em mới là gia đình anh? Anh xem về nhà với em với là con mới là người chăm lo cho anh mới đúng. Hay là chúng nó, nay ở nhà cho em, anh mà bước ra khỏi cửa thì đừng có về nữa. Thấy mình làm to thì chồng cũng bớt bớt, bảo rằng chỉ là ra ngoài với bạn bè để xả stress, để được thoải mái. Mình hỏi thế ở nhà với vợ với con bị áp lực à? Thì anh ấy lắc đầu nói rằng thương mình và con không hết. Sau cái ngày đó thì chồng mình không còn đi trà đá với bạn nữa. Mình cấm tiệc em nói luôn, có vợ có con mà sao cứ đi ra ngoài làm gì? Thể hiện bản thân không có trách nhiệm với gia đình hả? Phòng buổi tối, phòng cuối tuần, nhưng quên không phòng ban ngày. Hôm đó là mình bị mệt trong người nên chiều xin nghỉ làm về sớm chút. Đi qua quán cà phê, mình tia được con xe Winner rất màu giống với cái xe của chồng. Mình lập tức nhìn vào biển số xe, không lệch đi đâu được. Mình nhớ rõ biển số xe của chồng mà. Dù đang mệt, mình vẫn tấp vào ghé xem chồng có trong quán không. Qua cửa kính mình thấy anh ấy đang ngồi với đám bạn, nói chuyện một cách vui vẻ. Không cho đi buổi tối thì lại đi ban ngày. Mà cái giờ này là đang phải làm việc ở công ty, sao lại ngồi uống cà phê ở đây? Đám bạn của anh ấy không có công ăn việc làm hay gì mà lúc nào cũng thấy có mặt. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu mình. Để thử chồng, mình lấy cái điện thoại ra nhắn hỏi anh mấy giờ tan làm về nhà. Thì một lúc sau mới thấy tin nhắn trả về. Anh chưa biết bao giờ tan, sợ nay tăng ca không về nấu cơm được. Nay vợ nấu giúp chồng một bữa nha. Chồng mình thương vợ lắm, việc nhà gần như là chồng làm, anh nấu cơm còn mình rửa bát, mình chăm con thì anh quét nhà dọn dẹp với phơi quần áo, nói chung chả chê đâu được. Nhưng mình không hiểu rốt cuộc bạn bè có gì thú vị để anh ấy phải gặp mặt rồi ngồi uống nước nói chuyện bằng mọi giá như vậy, thậm chí không ngần ngại nói dối vợ để đi với bạn. Xin thì xin đi, mắc gì nói dối. Mình bước vào quán, đến bàn của chồng, nhìn thấy mình thì anh ngạc nhiên lắm, sau đó bối rối. Trong đám bạn đó thì mình cũng chỉ biết mỗi thằng Đạt với thằng Hoàng. Mình hỏi, anh bảo anh tăng ca mà, tăng ca ở quán cà phê à? Chồng mình còn chưa kịp trình bày thì Đạt đã bô bô, cô cứ cấm đoán nó đi chơi thì nó chả đi giờ này. Sắp 30 tuổi đầu rồi đến mẹ nó còn chả quản nó được như vậy. Cô là vợ chứ có cái quyền gì cấm đoán nó gặp chúng tôi. Chồng mình chơi với cái loại này cũng chơi hả? Mình tức điên lên hất cốc nước vào mặt của thằng Đạt. Thề chứ còn tức hơn là đi đánh ghen. Thằng Đạt tính nhảy dựng lên thì chồng mình ngăn lại. Mấy đứa bạn ngồi cạnh cũng kéo thẳng Đạt ra. Chồng mình vội lôi mình về nhà để tránh ẩu đả. Về đến nhà anh xin lỗi vì đã nói dối, nhưng cũng bày tỏ rằng muốn được thoải mái ra ngoài chơi với bạn bè. Cái loại bạn như kia bạn ấy cũng còn tiếc hả? Giờ thì còn cách nào để khắc chế chồng mình khỏi đi chơi, đi cà phê với đám bạn linh tinh đó được không? Có vợ có con không ở nhà, cứ lẩn vẩn ở ngoài ngứa cả mắt.